Chùa Thầy còn gọi là chùa Cả hay Thiên Phúc Tự, tọa lạc dưới chân núi Sài, núi Thầy thuộc địa phận xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Chùa từ lâu đã là một điểm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách thập phương bởi phong cảnh hữu tình, hòa hợp với thiên nhiên. Tháng 3, mùa hoa gạo thắp lửa. Những cây hoa gạo, hay còn gọi là hoa mộc miên, ở chùa Thầy trổ hoa rực rỡ khiến ngôi chùa nghìn năm tuổi khoác lên mình vẻ đẹp đặc biệt, làm nên nét đẹp rất riêng trong không gian ngôi chùa. Cây gạo còn có tên gọi khác là mộc miên, hồng miên hay pơ lang. Đây là loài cây ở vùng nhiệt đới với thân cây cao và thẳng, lá rụng vào mùa đông. Hoa gạo màu đỏ với 5 cánh hoa dày, thường nở vào mùa xuân trước khi cây ra lá non. Theo người dân ở đây, trước kia, sân chùa Cả chùa chính dưới chân núi có 5 cây hoa gạo. Nhưng 4 cây đã chết, còn một cây nằm mé bên trái chùa, gần cầu Nhật Tiên Kiều, nhà chùa trồng thêm 2 cây mới. Mùa hoa gạo, cây rụng hết lá, chỉ có những bông hoa đỏ rực trên cành như những ngọn lửa được thắp lên rực rỡ chào đón mùa hè, nổi bật ấn tượng thu hút mọi ánh nhìn. Những ngày này không khó để bắt gặp rất nhiều người yêu thích chụp ảnh đổ về chùa Thầy để ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn bên hoa gạo. Theo đông y, toàn bộ cây gạo được sử dụng làm thuốc với tác dụng thanh nhiệt giải độc. Riêng hoa được sử dụng chữa nhiều bệnh như viêm loét dạ dày, tá tràng.